Kính chào các bậc phụ huynh, cô Nguyệt chào các bé. Trong video hôm nay, tôi hướng dẫn các bậc phụ huynh dạy con hát bài hát Sắp đến Tết rồi, nhạc và lời của Hoàng Vân. Bây giờ xin mời các bé hãy lắng nghe. Để dạy được bài hát này, các bậc phụ huynh cần học thuộc bài hát, chuẩn bị nhạc không lời và video clip bài hát. Trước tiên, phụ huynh hát mẫu cho trẻ nghe 2 đến 3 lần dưới hình thức khác nhau. Lần 1, phụ huynh giới thiệu tên bài hát, tên tác giả và hát cho trẻ nghe 2 lần để trẻ nghe rõ lời và giai điệu bài hát. Sau khi hát xong, phụ huynh có thể giảng nội dung bài hát cho trẻ nghe. Bài hát nói về sự vui tươi của các bạn nhỏ sắp được đón Tết, mẹ may cho quần áo mới và đi thăm ông bà. Lần 2, phụ huynh hát cho trẻ nghe kết hợp với nhạc không lời. Sau khi hát xong, phụ huynh có thể hỏi lại tên bài hát, tên tác giả. Nếu phụ huynh không hát cho trẻ nghe thì mở video bài hát cho trẻ nghe. Tiếp theo, phụ huynh cho trẻ tập bài hát nhiều lần để trẻ thuộc lời bài hát và hát đúng giai điệu. Phụ huynh dạy trẻ từng câu một từ đầu đến hết bài. Và bây giờ, xin mời các bậc phụ huynh và các bé đọc theo lời bài hát cùng cô Nguyệt nhé. Câu thứ nhất, sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui, chúng mình cùng hát nào. Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui. Câu thứ hai, sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui, chúng mình cùng hát nhé. Sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui. Câu thứ ba, mẹ đang may áo mới nhé, ai cũng vui mừng về, chúng mình cùng hát nào. Mẹ đang may áo mới nhé, ai cũng vui mừng về. Câu cuối cùng, mùa xuân nay em đã lớn, biết đi thăm ông bà, chúng mình cùng hát nào. Mùa xuân nay em đã lớn, biết đi thăm ông bà. Khi trẻ hát, phụ huynh nhớ sửa sai cho trẻ. Nếu thấy trẻ sai ở câu hát nào, phụ huynh hát lại cho trẻ nghe và yêu cầu trẻ hát lại cùng mình ở câu hát đó. Khi các con đã thuộc lời bài hát, các bậc phụ huynh cho trẻ hát kết hợp với nhạc không lời để bài hát hay hơn. Mỗi lần các con hát xong, các bậc phụ huynh động viên và khen ngợi các con để các con tự tin hơn. Và khi trẻ thực hiện, phụ huynh nhớ quay video, chụp ảnh hoặc ghi âm để chia sẻ lên Zalo Nón Nước để các cô, các bạn cùng xem nhé. Cuối cùng, xin kính chúc các bậc phụ huynh, các con luôn luôn mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.